Thầy chào các em. Hôm nay đến với tiết học toán lớp 3, tuần 4, tiết 16, qua bài luyện tập chung. Bài tập đầu tiên cho các em là bài 1, đặc tính rồi tính. Các em thực hiện 3 phép tính cộng và 3 phép tính trừ. Thầy nhắc các em khi thực hiện các phép tính cộng cũng như các phép tính trừ, các em đặt tính sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau và thực hiện tính từ phải sang trái, tức là tính từ hàng đơn vị trước. Giờ các em hãy tạm dừng video để làm các phép tính cộng và trừ này. Các em đã làm xong bài 1. Giờ các em nhìn lên màn hình, tự đánh giá lại bài làm của mình. Trước tiên là phép cộng 415 cộng 415. Các em thực hiện phép cộng từ hàng đơn vị trước. 5 cộng 5 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 1 cộng 1 bằng 2, thêm 1 nhớ bằng 3, viết 3. 4 cộng 4 bằng 8, viết 8. Kết quả 415 cộng 415 bằng 830. Tương tự như vậy, ta thực hiện các phép cộng còn lại. 234 cộng 432 bằng 666. 162 cộng 370 kết quả bằng 533. Tiếp theo là phép trừ 356 trừ 156. Ta cũng thực hiện trừ từ hàng đơn vị trước. 6 trừ 6 bằng 0, viết 0. 5 trừ 5 bằng 0, viết 0. 3 trừ 1 bằng 2, viết 2. Kết quả 356 trừ 156 bằng 200. Tương tự như vậy, ta thực hiện phép trừ 652 trừ 126. Đây là phép trừ có nhớ. 2 trừ 6 không được bằng 10. 10 thêm 2 bằng 12. 12 trừ 6 bằng 6, viết 6, nhớ 1. 5 trừ 2 bằng 3, trừ 1 nhớ bằng 2, viết 2. 6 trừ 1 bằng 5, viết 5. Kết quả 652 trừ 126 bằng 526. Tiếp theo, 728 trừ 245 kết quả bằng 483. Đây cũng là phép trừ có nhớ. Các em vừa thực hiện xong bài 1 đặc tính rồi tính. Em nào làm đúng tất cả những bài cộng và trừ này, thầy khen em. Em nào làm sai, sửa lại kết quả phía dưới bằng bút chì. Các em tiếp sang bài 2 tìm x. Bài 1, x chia 4 bằng 32. Bài 2, x chia 8 bằng 4. Các em hãy quan sát số x trong bài là thành phần nào chưa biết của phép tính để thực hiện cho đúng. Bài đầu tiên, x nhân 4 bằng 32, x là thừa số chưa biết. Vậy muốn phải tìm thừa số chưa biết, ta làm thế nào? Ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Các em nhớ để làm cho đúng. Bài tiếp theo, x chia 8 bằng 4. X trong bài này là số bị chia. Vậy muốn tìm số bị chia chưa biết, ta làm thế nào? Ta lấy thương nhân cho số chia. Các em hãy tạm dừng video để làm bài này. Các em đã thực hiện xong. Giờ các em nhìn lên màn hình, tự đánh giá bài làm của mình. Đầu tiên, x nhân 4 bằng 32. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Vậy ta lấy 32 là tích chia thừa số đã biết là 4. X sẽ bằng 8. Tiếp theo, x chia 8 bằng 4 là tìm số bị chia. Ta lấy thương nhân với số chia. Vậy x sẽ bằng thương là 4 nhân số chia là 8. X sẽ bằng 32. Em nào thực hiện đúng hai bài tìm x này, thầy khen em. Em nào sai, sửa lại bằng bút chì. Các em tiếp sang bài 3 tính. Câu A, 5 x 9 cộng 27
Câu B 80 chia 2 trừ 13. Các em lưu ý trong mỗi biểu thức có hai phép tính. Vậy các em thực hiện lần lượt từng phép tính để thực hiện cho đúng. Giờ các em hãy tạm dừng video để làm bài này. Các em đã thực hiện xong. Giờ các em nhìn lên màn hình tự kiểm tra lại bài làm của mình. Bài A, 5 x 9 cộng 27. Ta thực hiện 5 x 9 bằng 45 cộng tiếp 27. Kết quả bằng 72. Bài B, 80 chia 2 trừ 13. Ta thực hiện 80 chia 2 bằng 40 trừ tiếp cho 13. Kết quả bằng 27. Em nào làm bài đúng, thầy khen em. Em nào làm sai, sửa lại bằng bút chì. Các em sang bài 4, giải toán. Các em đọc đề bài cùng với thầy. Thùng thứ nhất có 125 lít dầu. Thùng thứ hai có 160 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất bao nhiêu lít dầu? Các em tóm tắt bài toán theo thầy. Các em cho biết thùng thứ nhất có bao nhiêu lít dầu? Thùng thứ nhất có 125 lít dầu. Thầy ghi thùng 1, 125 lít dầu. Thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu? Thùng 2 có 160 lít dầu. Bài toán hỏi chúng ta điều gì? Bài toán hỏi thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất bao nhiêu lít dầu? Các em cho thầy biết đây là dạng toán gì các em đã học ở lớp 2? À, đây là dạng toán so sánh số lớn và số bé hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị. So sánh số lớn số bé hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị, ta thực hiện phép tính gì? À, ta thực hiện phép tính trừ. Lấy số lớn trừ số số bé. Vậy các em cho biết trong bài tập này số lít dầu của thùng nào là số lớn, số lít dầu của thùng nào là số bé? Số lít dầu của thùng thứ hai là số lớn, số lít dầu của thùng thứ nhất là số bé. Vậy chúng ta dựa vào dạng toán đã học ở lớp 2 này để thực hiện bài toán này. Giờ các em hãy tạm dừng video để làm bài. Các em đã làm xong bài 4. Giờ các em nhìn lên màn hình tự đánh giá bài làm của mình. Các em viết lời giải dựa vào câu hỏi. Các em trả lời thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất số lít dầu là. Các em có thể đặt lời giải khác. Số lít dầu thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất là.
ta làm phép tính trừ, lấy số lớn là thùng thứ hai 160 lít dầu, trừ cho số bé là thùng thứ nhất 125 lít dầu. Kết quả bằng 35 lít dầu. Đáp số 35 lít dầu. Em nào làm đúng tập này, thầy khen em. Em nào làm sai, sửa lại bài bằng bút chì. Vừa rồi các em đã làm xong các bài tập luyện tập chung. Đây là phiếu bài tập các em làm thêm ở nhà. Các em tự làm bài, sau đó các em xem đáp án để đánh giá bài làm của mình. Vừa rồi các em đã học xong tiết toán luyện tập chung. Bài sau các em sẽ học là kiểm tra. Tiết học của các em đến đây là hết. Thầy chào các em.